Tương lai là không chắc chắn và đầy rủi ro. Nhưng như giới kinh doanh vẫn nói, rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Người đo lường và tiên liệu được rủi ro sẽ là người nắm được vận mệnh của nền kinh tế trong bàn tay mình. Các định chế tài chính hay các doanh nghiệp đều cần những người phân tích định lượng để dự báo và phòng ngừa rủi ro, phân tích và cung cấp các công cụ để ra quyết định đầu tư, sản xuất trong hiện tại và tương lai. Thế nhưng, nhân lực ngành toán kinh tế tại Việt Nam vô cùng khan hiếm. Việt Nam chỉ có 43 chuyên viên định phí bảo hiểm, so với gần 30.000 nhân lực cùng ngành trên toàn thế giới theo số liệu năm 2017 của Hiệp hội Định phí Bảo hiểm Hoa Kỳ. Một con số quá khiêm tốn trong bối cảnh thị trường tài chính và chứng khoán đang trên đà bùng nổ. Do đó, khi tốt nghiệp, vấn đề của bạn sẽ không phải là tìm việc mà chọn lựa công việc ưng ý ở một công ty ưng ý với một mức lương hấp dẫn. Tất nhiên, đó là khi bạn thành thạo công việc và có một nền tảng kiến thức vững chắc. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với thế mạnh về khối kiến thức kinh tế tài chính, song hành với kiến thức toán định lượng, khoa học thống kê và xử lý số liệu, cho bạn tư duy của cả nhà kinh tế và nhà toán học. Hơn một người học toán thông thường, bạn sẽ có kiến thức chuyên sâu về kinh tế và tài chính. Hơn một người học kinh tế thông thường, bạn được trang bị những công cụ định lượng để phân tích, xử lý thông tin, giúp bạn có giác quan thứ 6 với số liệu, với chuyển biến của những con số, để từ đó rút ra kết luận chuẩn xác nhất. Với chương trình học được tham khảo từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới, sau khi học xong, bạn có đủ khả năng tham dự các kỳ thi quốc tế để lấy chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp. Sinh viên toán kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, giỏi về toán thống kê, thành thạo trong việc khai thác và phân tích dữ liệu, nắm vững kiến thức kinh tế, tài chính và có kỹ năng lập trình. Chắc chắn bạn sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho mọi vị trí mình mong muốn. Sẽ còn rất nhiều người hoài nghi về tính ứng dụng của toán học trong thực tế, cũng như về lựa chọn toán học của bạn. Khi đó, hãy để kiến thức và sự thành công của bạn giúp họ trả lời.